Dung sắc vi diệu Dung là dung mạo Sắc Là cái sắc thân này của chúng ta Sắc là nói thân thể vật chất này của chúng ta Do đây mà biết Dung sắc của chúng ta Đều chẳng vi diệu Tại vì sao không vi diệu vậy? Vì không chịu nổi một chút phong hàn Chịu sơ sơ một chút phong hàn thì bị ho rồi Tôi lần này đi đi Thầm diễn Bắc Kinh Gặp được không ít các vị đồng tu Họ hỏi tôi Họ nói Thưa sư phụ Có phải là người bị bệnh cảm không ạ à? Tôi nói Tôi không có bị bệnh cảm Đại khái là khi đang giảng kinh Bởi vì Họ thấy trong băng ghi hình Tôi bị hắt hơi Họ liền nghĩ không được rồi Pháp sư bị cảm rồi Tôi nói thực tế là Các bạn nhị cảm quá mức rồi Điều này nói Dung sắc của chúng ta Đều không vi diệu Thế giới Tây Phương cực lạc Tuyệt đối là không có xảy ra tình trạng như thế này Dung mạo sắc tướng Là xứng tánh Pháp tánh Chúng ta chẳng có cách nào Để tưởng tượng Ở thế giới ta bà Thế giới ta bà Cũng có tứ độ Thật báo trang nghiêm độ Của Thích Ca Bồ Ni Phật Đó cũng là Pháp thân đại sĩ Chúng sanh ở thật báo độ Được gọi là Dung sắc vi diệu Nhưng mà sự vi diệu này So với thế giới Tây Phương cực lạc Đại khái là Vẫn còn kém hơn một bậc Nếu không kém hơn gì thì Pháp Thân Bồ Tát Tại vì sao phải đi giảng sanh Ở đây vẫn còn kém hơn thế giới cực lạc Phạm Thánh Đồng Cư Độ Phương Tiện Hữu Dư Độ Chúng tôi nói mười Pháp Giới chúng sanh ở trong mười pháp giới này là thân nghiệp báo không phải là pháp tánh thần là thân nghiệp báo ở trong nghiệp báo điều quan trọng nhất là nghiệp lực phật tuy nói rất là nhiều nhưng mà quan trọng nhất vẫn là nghiệp lực cái điểm này chúng ta phải hiểu dung mạo sắc thân của chính chúng ta mỗi người đều không như nhau tại vì sao không như nhau nghiệp lực không tương đồng đây là do nghiệp lực chiêu cảm đến Nếu như chúng ta nói là tự nhiên Sự tự nhiên này không phải là cái khác Mà cái tự nhiên này là nghiệp lực Trong đời quá khứ Bạn có thể đoạn ác tu thiện Tích công lụy đức thì trong cuộc đời này Dung sắc của bạn sẽ tuyệt vời Chúng tôi không dám nói là vi diệu Dung sắc sẽ tốt hơn người thông thường Tháng trước Tôi có đi thăm Thái Lan Đây là lần đầu tiên tôi đi Thái Lan Vợ chồng của phó thủ tướng Thái Lan Chavali Đón tiếp tôi Tôi vừa nhìn thấy vợ của ông thì biết bà ấy có phước báo dung nhan của bà rất đẹp vừa thấy người trung quốc thường hay nói nhất phẩm phu nhân người xưa nói nhất phẩm phu nhân bà là thượng dạng người như vậy là đời trước có tu hơn nữa không phải chuyện tu có một đời tu một đời chưa đủ ở thế gian này của chúng ta là đại phú đại quý làm được bộ trưởng thủ tướng tổng thống quốc dương ít nhất cũng là mười đời nhiều đời nhiều kiếp tiết công lụy đức họ mới có phước báo lớn như vậy không phải là một đời cái đạo lý này chúng ta phải biết bạn thật sự hiểu rõ cái đạo lý này cuộc đời này của chúng ta đến cái thế gian này những việc gì đáng nên làm thì xác định lại người thông minh thật sự hiểu được cái đạo lý này hiểu được nhân quả của con người trong cuộc đời này của chúng ta những công việc khác đều là không quan trọng nâng cao linh tánh của chính mình như này là quan trọng hơn tất cả Đời này chúng ta làm người Đời sau nếu được làm người so với đời này thì phải tốt hơn Cái thế gian này không tốt Phải đi đến thế giới khác tốt hơn Rất là tự nhiên cảm ứng đạo giao Tốt hơn thì sanh lên trời Sanh vào dụng giới thiên Sắc giới thiên Vô sắc giới thiên Đương nhiên Thủ thắng nhất Chính là thiện căn Phước đức nhân duyên của bạn tốt Bạn có thể gặp được pháp môn tịnh độ Bạn giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Để làm Phật Điều này là thù thắng bậc nhất Chính là trong cuộc đời này Nâng cao trí huệ của chúng ta Đến đỉnh điểm Không có gì thù thắng hơn điều này Cái thế gian này Danh danh lợi dưỡng Ngũ dục lục trần các vị nhất định phải nhận thức cho rõ ràng Đó là cái gì? Đó là chướng ngại Nói có vẻ hơi khó nghe Là ma chướng Nhất định phải hiểu được Ở trên kinh Bác Đại Nhân Giác Nó là bốn loại ma Ngụ ấm ma Chính là sắc thân Cái thân này bất thiện thân không phải là thứ tốt đẹp không những nhà phật nó rất là thấu triệt lão tử của trung quốc bạn xem ở trên kinh đạo đức này lão tử đã nói ta có đại nạn vì ta có thân nghe nói ta có sự gian khổ lớn lao gian khổ điều gì là do có thân nếu không có thân thể thì quá tốt lão tử đã biết được cái đạo lý này đã thấu hiểu được chân tướng sự thật này cho nên có cái thân này cái thân này gọi là ngũ ấm ma thuận theo cái thân này thì bạn có phiền não ma phiền não ma này là thuộc thuộc vào nội tâm của chính mình tự tư tự lợi danh văn lợi dưỡng tham sân si mạng đây chính là ma chướng nếu bạn nhận ra nó Thì bạn mới lìa xa được nó Chúng ta giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Thì không còn chướng ngại Có những thứ này đều thuộc về chướng ngại Điều này không thể không hiểu được Ngoài cái điều này ra Sự mê hoặc ở bên ngoài Bạn xem hiện nay sự mê hoặc quá lớn Khoa học kỹ thuật phát triển Tất nhiên mang đến cho bạn những tiện nghi Nhưng mà Chúng ta phải trả một cái giá quá đắt Thật không đáng Bạn nhìn xem Trẻ em hiện nay Hài Nhi vừa mới sinh Vừa mở mắt ra đời Là xem truyền hình rồi nội dung bên trong truyền hình là cái gì các bạn biết tiên nhập vi chủ cho nên thế hệ thanh niên ngày nay chịu sự giáo dục những gì giáo dục của truyền hình giáo dục của phim ảnh hiện nay còn có thêm sự giáo dục của mạng internet có rất nhiều phụ huynh đều đến gặp tôi than khổ hỏi tôi nên làm như thế nào tôi cũng chẳng có cách gì Tôi nói với họ Chỉ có biện pháp tốt nhất Chính là phải nhanh nhanh đi đến thế giới cực lạc Ngoài cái phương pháp này ra Còn có phương pháp nào nữa không Không còn cách nào khác Không có cách nào ngăn chặn Năm ngoái Tôi đi viếng thăm Nhật Bản Tôi nhìn thấy Nhật Bản Có một sản phẩm mới ra đời Điện thoại cầm tay Có thể truy cập mạng Internet Có thể xem truyền hình vệ tinh Cho nên truyền hình vệ tinh trong tương lai Là ở trong lòng bàn tay Không cần ngồi trước máy truyền hình ở trong nhà Sẽ nằm trong lòng bàn tay của bạn Tôi nghĩ rằng nhiều nhất là 3 năm đến 5 năm Đến lúc đó thì phải làm sao Những thứ này Đây là nguồn gốc của sự nhiễm ô Khoa học kỹ thuật Không có lỗi lầm Nó không có thiện ác Giống như nước vậy Nước có thể đơn thuyền Nhưng cũng có thể nhận chìm thuyền Vấn đề là ở nơi bạn sử dụng nó Với nội dung gì nếu như bên trong nền khoa học kỹ thuật cao này Là điều tốt Là luân lý, là đạo đức Thì cái thế giới này đã được cứu rồi Nếu như nội dung mặt trái Là sự nhiễm ô Thì thế giới này đi theo hướng bị quỷ diệt Cho nên có rất nhiều tôn giáo Đều nói đến ngày tàn thế giới Tôi tin ngày tàn của thế giới Tại vì sao tôi tin? Chính là tôi thấy bên trong Nội dung của truyền hình internet phim ảnh ca kịch thì tôi biết được tinh thần đã bị nhiễm ô nghiêm trọng rồi đã nhiễm ô tâm lý nhiễm ô tâm hồn rồi tâm hồn của bạn đã chịu sự nhiễm ô tất nhiên là sẽ mang cho cái thân thể này của bạn thân thể của bạn sẽ không khỏe mạnh ở trên kinh Phật thường hay nói tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên cái thân thể này không khỏe mạnh. Tại vì sao không khỏe mạnh vậy? Do ý nghĩ của bạn không khỏe mạnh, tâm của bạn không khỏe mạnh, tâm không thanh tịnh. Cảnh tùy tâm chuyển. Thân thể phụ thuộc vào cảnh giới. Tâm lý khỏe mạnh thì cái thân này của chúng ta mới khỏe mạnh tâm thanh tịnh thì dung mạo của chúng ta mới thanh tịnh tâm địa từ bi thì dung mạo từ bi đây là đạo lý nhất định cho nên là cảnh tùy tâm chuyển